Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại, tôi là Phu Dưỡng. Yes, chúc bạn ngày mới vẻ. Thì hôm nay chúng tôi sẽ thi đấu một số trò chơi. Thì đây không phải kênh của tôi, mà kênh của Phong. Tôi chào hộ Phong rồi, Phong nói vẫn chưa lưu loát. Phong ơi, chào các bạn đi. Chào các bạn. Rồi rồi, chào thế được rồi, thế này được này, có tướng tướng làm YouTuber, thế này giỏi thôi. Chào mỗi các bạn thôi. Chào thế thôi. Chào. Rồi thế thôi, không nói nhiều. Thì bây giờ thì chúng tôi sẽ thi đấu một số trò chơi, đó là ném bóng rổ này, lật chai nước, thi vật tay này. Ai là người chiến thắng hai trò người đó sẽ chiến thắng nhá. Ok. Rồi. Hiểu chưa? Tức là tìm ra người vô địch, nói chung là như vậy. Thì cho chơi đầu tiên. Đây, bố đây em tôi sẽ chơi. Bố đây em tôi sẽ chơi nhá. Thì riêng sáng xu quay phim không bao giờ được chơi nha các bạn nhá. Đừng cho Kháng chơi. Mỗi người có 3 lượt lém nha các bạn nhá. Sáng chơi nào thua. Rồi. Mỗi người có 3 lượt lém nhá. Bóng. Trò đầu tiên là bóng rổ nhá. Xem các bạn thử dự đoán xem ai người chiến thắng thôi, lém đầu tiên nhá. Hai, ui, tất cả giống quả ấy, còn là không ai vào quả nào. Chỉ có bảo là một quả là công nhận. Ui, trời ơi. Ai không vào quả nào? Băng ngọt là quả nào? Không vào quả nào, băng ngọt là quả nào đâu. Ngang dữ rồi. Không vào vào được, khó lắm, nhưng băng ăn. Ui, trời ơi. 30. Tưởng mình ném nét thế mà lại trò đầu tiên băng ngọt thua. Băng ngọt thua rồi. Rồi, Phong. Không vào quả nào luôn. Để tôi nhá. 3 trên 3. Phong em ném, không biết ném em tung mẹ ngược. Thế không vào thì vào thôi. Không nào được. Một không vào. Ai ăn được trong bảo rồi, không phải dễ không. Ba không vào quả nào các bạn ơi. Rồi, tiếp theo là chủ kênh Phương Phong cũng bị loại rồi. Chúc mừng em đó. Em thế kênh này là kênh của ai đấy? Kênh của em. Thế sao mày toàn thua rồi à? Thôi để anh. Em vô địch luôn nhé. Mày thua rồi gì giờ đến đây cô để xem ai vô địch. Ví dụ Dưỡng mà em cháu vô địch chắc rồi. Dưỡng vào một mà con vào một thì thi đấu tiếp. Tôi vào hai luôn. Anh con không vào quả nào, nghĩ vào dễ thế. Nghĩ vào dễ thế. Tôi mấy con đều vào một quả thì bây giờ tiếp tục kèo tiếp nhá. Chơi quả một luôn đây gì? Một quả thôi. Rồi, tôi mấy con hòa bây giờ một quả quyết định nhá. Thắng à? Ui, muốn thắng năm nhưng mà thắng được đâu? Để chỗ khác, cô bây giờ tôi chọn vào tay đi. Vào tay không phải ngồi ghế đâu. Không phải ngồi, vào tay anh ở ghế con. Rồi băng ngọt với Phong thiếu đi. Rồi bác khá, băng ngọt có thắng hay con nữa, Phong không thắng được đâu. Phong nhìn tay nó đi. Các bạn khởi động đi đã, khởi động đi, không hề chấn thương đấy. Phong bụng to thế ăn nó. Phong tay to mà. Phong nó mà khùng lên nhá, nó khỏe lắm. Vậy các bạn để ý tí, Phong nó mà khùng lên là nó thắng đấy. Bây giờ trò đầu tiên bóng rổ em thua rồi, bây giờ trò này một em thua nữa thì kênh này là kênh của ai? Vẫn là kênh của em. Kênh của em. Bây giờ kênh hiện tại có 1.000 người đăng ký, các bạn có đăng ký bấm hộ nó cái cho nó lên 10.000 cái, 1.000 ít quá. Khởi động kỹ nào. Khởi động kỹ vào tay. Vào tay trái không? Khởi động tay phải. Vào tay chỉ có một phát thôi, một phát một thôi, không thì mệt lắm. Rồi. Bám vào đây là bám vào đây mới có lực. Ui, tay to lắm. Tay to nhưng mà chủ yếu tay nó cứng hay không á. Nó khỏe mà, nó mà khùng, Phong mà khùng lên, Phong em ướn ngực ra. Bệnh ngực ra bị trước. Đúng thế. Thế này của Phong không phải thế này. Rồi, cố gắng lên. Rồi các bạn ơi, trận đầu tiên nhá, Phong với Bác Ngọt. Xem ai vào chung kết nhá. Nào, đếm này cô này. 1, 2, 3, bắt đầu.
đi Phong ơi. Ui Phong yếu lắm, anh tưởng mày khỏe nào Phong ơi. Đã bảo ta tay to nhưng phải cứng nữa lại. Cố lên. Lên. Đó, xuống ấy lại. Không lên nổi rồi. Mày phải thở đi Phong ơi. Ui. Xuống thế là không bao giờ lên được rồi. Phong yếu lắm các bạn. Tay tao đúng này mà. Hay tao toàn vỡ chứ. Toàn mơ thôi. Thằng này không phải chủ kênh nhá, thôi là em anh cô. Chủ kênh thì vừa tròn thôi. Quên khởi động đi anh. Khởi động đi. Chấn thương đấy. Các cái. Cả chân nữa, khởi động cả chân. Cái này đấy. Gập vật tay này, nhiều trường hợp gãy tay các bạn. Trước khi chơi sao các bạn cứ khởi động cho kỹ. 10 phút, 20 phút được. Đấy, trước là tôi thắng giếng rồi nhưng mà dạo này giếng nó tập tạ nhiều là tay khỏe đâu. Rồi dạo này chắc khéo khả năng thắng tôi đấy. Tập tạ đã tập tạ cũng thắng đâu lần trước tập tạ cũng thắng đâu mà bây giờ mới đi tập được mấy hôm đi. Lại đây tập lại rồi gì xuống đây video đấy à vâng rồi thế không đi đánh máu à đánh một truyền thôi, đánh một truyền không đánh được. Ui, chuột kìa. Như này. Ăn không, không đánh được côn. Ui, côn này. Tay hai người à. Ui. Anh côn khỏe lắm. Đây là chuột đực này bạn ơi. Anh dưỡng chuột cái à? Không phải anh côn đâu, bao nhiêu năm tao thắng anh côn đâu mà. Nhưng cô vẫn cố lên anh ạ. Cố lên anh. Em vẫn cổ vũ anh. Anh côn vật thế nào bác ngọt thế nào? Anh côn cứng thì. Cứng hơn lắm. Mình không biết thế. Dạ. Rồi. Rồi cố lên. Giữ đang tấn công các bạn. Không giữ được. Cố lên, cố lên. Oh. Mình không biết thế. Ui, làm sao biết thế luôn. 5 giây các bạn ạ. Rồi, anh Côn bước vào chung kết. Côn này này cố gắng lên nhá. Rồi Phong này. Phong chủ kênh chỉ cổ vũ thôi. Phong ơi đứng bên này em ơi. Chủ kênh. Chủ kênh cứ đúng này, nhưng mà chỉ cổ vũ thôi em được, không sao đâu. Không phải thi đấu thì Côn thể lực tốt lần này tôi phải giữ các bạn, giữ thế trước. Không thế nào bác có thế nào. Các bạn ơi, trò đầu tiên là Diếng đã thắng rồi. Ba trò tôi phải cố gắng thắng một trò vật tay được không? Trò lém chai nước à lật chai nước cái kia là Diếng nó lại lợi thế rồi. Rồi. Ui, chắc lắm. Cái này bác còn đi. Bác còn cứng. Diếng là không được đâu. Vật luôn. Phải có thế cơ. Rồi. Bắt đầu. Đây chả bác ngọt cháo thế thì nhìn nó biết rồi. Nó như có thế gì đâu mà. Không có thế gì. Anh con thế nào? Ui trời. Vậy là tôi thắng một trò rồi. Nhìn mới biết là bị ngửa đây làm gì có thế gì để đánh. Đâu phải bay bên này. Bán rồi, bán là bàn. Rồi, vậy là qua hai trò tôi thắng một trò, Dương thắng một trò nha. Rồi đến trò tiếp theo, lật chai lướt. Cái kênh này của ai? Kênh anh em mình rồi. Thôi Phong ơi. Thôi em ơi chung gặp bạn. Chung gặp bạn, chung gặp bạn. Chung gặp bạn đấy. Thôi lật chai lướt ra đi. Cứ ai lật trước là tiếp theo thì lật chai nước, lật chai nước thế này bỏ bàn ra. Ông nào lần trước là thắng luôn à? Chả thế chứ lần này nó mới lật đâu. Ai thì ai biết lật. Rồi sao không tập được? Không tập nhá. Thi đấu nhá. Rồi cứ ai lật chai nước đứng trước là người chiến thắng các bạn ơi. Em đếm nhá. Ông ra. Ông ra ông ơi. Chuẩn bị ai? Cố gắng kiếm lại trò này này. 1 2 3 bắt đầu. Yeah! 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 Mà YouTuber nổi tiếng thế giới luôn. Vì Phong nó rất là giỏi. Phong về ăn nói giỏi này, chơi thể thao giỏi này. Nói chung là cái gì Phong giỏi được. Chúc mừng Phong. Chúc mừng chủ kênh đã thất bại. Toàn người từ dưới lên. Ôi thế là ba. Thế là mỗi người nhất một vào. Mỗi người nhất một vào. Cơ là cơ nhất. Đâu xem có trò gì không. Có trò gì không để anh nhìn. Thì lo anh em ơi. Đặt 3-4 cái loang đấy, cầm dép phi, áp phi trước, đổ trước được. Bây giờ chỉ cho hên xui mới thắng anh em thôi. Bây giờ quản tư ti rồi, quản tư ti. Rồi, rồi quản tư ti. Không, hai ơi, chống đẩy cũng được. Không, quản tư ti. Chống đẩy sao ăn được côn luôn. Quản tư ti. Không, chống đẩy cháu chỉ 20 cái thôi. Không, quản tư ti. Quản tư ti cho anh nhá. Phong chỉ những trò hên xui nó mới thắng thôi, tôi biết là tính của nó thôi nào. Anh em anh cô chơi trước, chạy thi đấu cặp. Rồi, rồi. 2-3 Đúng nhau, kim kéo đúng nhau. 2-3
người chiến thắng trong trận chiến đoạt tự ti. Nào thì bây giờ mỗi người nhất một vòng bây giờ. Nhưng mà các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Tôi nói chuẩn rồi, chỉ những trò hên xui phòng mới có cơ hội thắng rồi. Còn thi đấu mà bằng kỹ năng thì phòng khả năng phòng mới vinh, không mà cả đời không mà thắng được trò nào thật. Vinh không có đây nhưng mà khả năng vinh thế. Bây giờ hình như là 4 người mỗi người nhất một vòng rồi nhỉ? Trời ơi, chống đẩy nhanh nhất. Có làm một vòng cuối không? Không chơi chống đẩy. Thôi chống đẩy mệt lắm. Chống đẩy anh có chống được 20 cái chứ bao nhiêu? Ui em 15. Ờ chống đẩy đi, chống đẩy đi. Chống đẩy anh nhất. Không, chống đẩy sáng đến á, tất cả cũng làm nó sáng luôn. Rồi. Ngang luôn. Rồi lại là trò quyết định trò cuối cùng ai người ấy này. Ông đi ra đây ông ơi. Đang ngày chói không? Đang ngày quay đẹp hay nằm được? Đứa? Được, đang ngày là được. Rồi trời. Sáng đến tất cả cùng xuống nhá. Xa ra, xa ra. Ra. Có hết không? Cái này hết chưa? Được. Ông ơi đi ra đây con ơi. Ông đi đâu ơi? Được. Rồi, trò tiếp theo, trò đồ chống đẩy. Em đếm mọi người cùng trống nhá. Phong ơi, đít em cong thế. Các bạn ơi, trò này là trò quyết định xem ai là người vô địch đây. Rồi, 1. Mọi người xuống. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11 12 13 và khỏi hết trước rồi 14 15 16 17 18 19. Rồi anh dương lại. 20. 21. Quạt về hết rồi. Các bạn ơi, ai là người chiến thắng? Ai mà? Ai mà? Đây, anh cô đã là người chiến thắng. Bác ngoại nó cố một hai cái nữa là cháu đi rồi. Chúc mừng anh. Cháu hỏi là cháu ba này. Hỏi nhiều có phong ấy không ăn thật. Ui chủ quan thua thôi các bạn ơi, không thắng được một trò nào. À thắng được hên xui. Ui thôi là sao bị tổ chức cái gì tính cả cho nó đổi anh ấy. Ôi các bạn ơi, các bạn nếu mà thấy clip của Phong hay, các bạn hãy theo dõi kênh, đăng ký kênh cho kênh Phong phát triển nha các bạn nhá. Tương lai Phong làm YouTuber nổi tiếng đấy, các bạn bấm theo dõi đi, vì tương lai là Phong phát triển đấy, là Phong tương lai đấy các bạn ạ. Ôi. Các bạn đừng nhìn vào bây giờ thực tại mà nhìn vào tương lai. Người ta thường đánh giá tương lai, người ta ăn cái phần tương lai cơ. Đúng rồi, cô như nếu mà như thế này, đây là khởi đầu đầu tiên đã tốt như này, thành công như này là thắng được một trò. Tương lai kiểu gì em thắng nhiều hơn. Tương lai. Chúc mừng em nhé. Vâng. Ôi. Vô ẩn tự tin. Ui. Mỏi tay quá các bạn ơi. Vâng, trò cuối cùng anh coi là người chiến thắng nha các bạn ơi. Xin chào các bạn, xin chào và hẹn gặp lại. Tương lai đấy, các bạn thấy chưa, thằng Phong tương lai đấy, các bạn yên tâm. Thắng được một trò bản thân gì đẳng cấp rồi.